Đáy đại dương, một vương quốc bí ẩn và kỳ diệu, là ngôi nhà của một sinh vật với khả năng săn mồi phi thường sao biển. Thường được xem là tĩnh lặng, gần như bất động, loài động vật da gai quyến rũ này thực chất là những kẻ săn mồi lão luyện, lặng lẽ nhưng kiên trì săn mồi trên đáy biển. Vẻ ngoài hiền lành của chúng che giấu sự tàn nhẫn cần thiết cho sự sinh tồn trong thế giới cạnh tranh dưới nước. Hãy cùng chúng tôi khám phá thế giới hấp dẫn của sao biển và hé lộ bí mật về hành trình săn mồi kỳ diệu của chúng. Mặc dù tinh tế, chuyển động của chúng rất thận trọng, được thúc đẩy bởi bản năng săn mồi và ăn thịt từ thời xa xưa. Trên các rạn san hô, đồng bằng cát và mồm đá, sao biển tham gia vào một vũ điệu sống còn liên tục. Mọi chuyển động của chúng là minh chứng cho sức mạnh của chọn lọc tự nhiên. Khu vực săn mới của chúng đa dạng như chính đại dương, trải dài từ vùng nước nông ngập nặng đến vùng sâu tối tăm, bất cứ nơi nào con mồi của chúng cư trú. Hãy chuẩn bị để ngạc nhiên khi chúng ta khám phá bộ phim kịch tính thầm lặng và thường không được nhìn thấy diễn ra dưới những con sóng. Chiến lược săn mồi của sao biển là một bậc thầy về sự truy đuổi chậm rãi nhưng không ngừng nghỉ. Thiếu tốc độ và sự nhanh nhẹn của nhiều loài săn mới dưới biển, chúng đã phát triển một phương pháp độc đáo và hiệu quả để bắt con mồi. Vũ khí bí mật của chúng nằm ở những cánh tay linh hoạt, thường là 5 hoặc nhiều hơn, tỏa ra từ một địa trung tâm. Mỗi cánh tay được trang bị hàng trăm chân ống nhỏ nhưng mạnh mẽ. Những chân ống này hoạt động đồng bộ, cho phép sao biển lướt nhẹ nhàng trên đáy đại dương. Chuyển động của chúng gần như không thể nhận thấy bằng mắt thường. Khi xác định được mục tiêu tiềm năng, sao biển tiếp cận rất chậm, một chiến lược được thiết kế để tránh bị phát hiện và tối đa hóa cơ hội thành công. Sử dụng chân ống, sao biển từ từ bao bọc con mồi, tạo áp lực không ngừng mà ít con mồi nào có thể chống lại. Trai, sò và các loài động vật có vợ khác, vợ của chúng đóng chặt, có vẻ bất khả xâm phạm. Nhưng sự kiên nhẫn và bền bỉ của sao biển đã chứng minh là một vũ khí đáng gờm. Lục bám của sao biển, mặc dù có vẻ nhẹ nhàng, nhưng lại cực kỳ mạnh mẽ, có khả năng mở được cả những chiếc vỏ cứng nhất. Chế độ ăn của sao biển đa dạng như môi trường sống của chúng. Là loài ăn tạp, chúng đã tiến hóa để tiêu thụ nhiều loại con mồi. Thói quen kiếm ăn của chúng đóng một vai trò quan trọng trong việc duy trì sự cân bằng tinh tế của hệ sinh thái biển. Từ động vật thân mềm di chuyển chậm và động vật giáp xác đến polyp san hô và thậm chí cả chất hữu cơ phân hủy, sao biển thể hiện khả năng thích nghi đáng kinh ngạc trong sở thích ăn uống của nó. Các rạn san hô, hệ sinh thái sôi động với đầy sự sống, cung cấp một bãi săn phong phú cho một số loài sao biển. Sao biển gai, một loài săn mồi san hô khét tiếng, sử dụng gai độc của nó để khuất phục con mồi. Thói quen kiếm ăn của nó có khả năng tàn phá các khu vực san hô rộng lớn, làm nổi bật sự cân bằng mong manh của những thế giới dưới nước phức tạp này. Các loài sao biển khác thích sự phong phú của đáy biển cát, chân ống của chúng thăm dò lớp trầm tích để tìm kiếm trải và giun bị chôn vùi. Bất kể môi trường sống, tác động của sao biển đối với môi trường của nó là rất sâu sắc, thói quen kiếm ăn của nó định hình cấu trúc và sự đa dạng của các cộng đồng biển. Phan bồn, những thích nghi phi thường cho một bữa tiệc dưới nước. Sự thành công của sao biển với tư cách là một kẻ săn mới là minh chứng cho sự thích nghi đáng kinh ngạc của nó, được mài giữa qua hàng triệu năm tiến hóa. Chân ống của chúng, cần thiết cho sự di chuyển, cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc kiếm ăn. Những phần phu nhỏ bé này được trang bị các giác hút siêu nhỏ, cho phép sao biển tạo ra một lực đáng ngạc nhiên, đủ để mở vợ con mồi. Nhưng sự thích nghi đáng kinh ngạc nhất của sao biển nằm ở khả năng tiêu hóa con mồi bên ngoài. Khi một lớp vỏ bị phá vỡ, sao biển mở rộng dạ dày ra qua miệng, lồn ngược nó ra như một chiếc găng tay và bao bọc con mồi trong dịch tiêu hóa. Quá trình đáng chú ý này cho phép sao biển tiêu thụ con mồi lớn hơn nhiều so với miệng của nó, phá vỡ các mô mềm thành một dạng súp dễ tiêu hóa, sau đó được hấp thu trở lại vào cơ thể. Cơ chế kiếm ăn phi thường này là minh chứng cho sự khéo léo của quá trình tiến hóa, làm nổi bật sự đa dạng đáng kinh ngạc của sự sống trên hành tinh của chúng ta. Phần 5. Người bảo vệ sự cân bằng mong manh. Sao biển thường bị bỏ qua trong sự mê hoặc của chúng ta, với những sinh vật biển quyến rũ hơn, đóng một vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe và đa dạng sinh học của đại dương. Là loài săn mồi chủ chốt, thói quen kiếm ăn của chúng có tác động dây chuyền đến toàn bộ hệ sinh thái, điều chỉnh quần thể và ngăn chặn bất kỳ loài nào thống trị. Sự hiện diện hoặc vắng mặt của chúng có thể có ý nghĩa sâu sắc đối với sự cân bằng mong manh của các cộng đồng biển. Sự quá tải của một số loài con mồi có thể dẫn đến sự suy thoái của các rạn san hô, trong khi sự suy giảm số lượng sao biển có thể cho phép những kẻ săn mồi khác phát triển mạnh, phá vỡ mạng lưới sự sống phức tạp. Hiểu được vai trò của sao biển trong hệ sinh thái biển là rất quan trọng đối với các nỗ lực bảo tồn hiệu quả. đảm bảo sức khỏe lâu dài và khả năng phục hồi của đại dương. Phần 6. Sao biển biểu tượng của sự phức tạp đại dương. Sao biển, với sinh học độc đáo và chiến lược săn mồi hấp dẫn, đóng vai trò như một biểu tượng mạnh mẽ về sự phức tạp của đại dương. Chuyển động chậm rãi, thận trọng của chúng cho thấy hiệu quả tàn nhẫn. Thói quen kiếm ăn của chúng định hình chính cấu trúc của hệ sinh thái biển. Sự hiện diện của chúng, mặc dù thường không được chú ý, là minh chứng cho sự liên kết của sự sống, làm nổi bật sự cân bằng mong manh duy trì đại dương của hành tinh chúng ta. Khi chúng ta đi sâu hơn vào những bí ẩn của biển sâu, chúng ta càng đánh giá cao mạng lưới sự sống phức tạp duy trì hành tinh của chúng ta. Sao biển, từng được coi là một sinh vật đơn giản, gần như nguyên thủy, cho thấy mình là một kỳ quan của sự thích nghi, một minh chứng cho sức mạnh của chọn lọc tự nhiên. Câu chuyện của chúng là lời nhắc nhở rằng ngay cả những sinh vật nhỏ nhất và dường như không đáng kể cũng đóng một vai trò quan trọng trong sơ đồ vĩ đại của sự sống. Phần 7. Lời kêu gọi hiểu biết và bảo vệ. Tới câu chuyện của sao biển là lời kêu gọi hành động, lời nhắc nhở rằng đại dương của chúng ta đang đối mặt với các mối đe dọa chưa từng có từ biến đổi khí hậu, ô nhiễm và đánh bắt quá mức. Những mối đe dọa này, nếu không được kiểm soát, có khả năng phá vỡ sự cân bằng mong manh của hệ sinh thái biển, với hậu quả tàn khốc cho sao biển và vô số các loài sinh vật biển khác. Bằng cách hiểu được các mối quan hệ phức tạp chi phối sự sống trong đại dương, chúng ta có thể đưa ra quyết định sáng suốt về việc quản lý và bảo vệ chúng. Tương lai của đại dương và vô số loài gọi chúng là nhà phụ thuộc vào cam kết của chúng ta đối với việc bảo tồn, nghiên cứu và quản lý có trách nhiệm. Chúng ta hãy cố gắng trở thành những người bảo vệ tốt hơn cho hành tinh của mình, đảm bảo rằng các thế hệ tương lai có thể chiêm ngưỡng những kỳ quan của sao biển và các hệ sinh thái rộng lớn, phức tạp mà chúng đại diện.